khi mà mình muốn kinh doanh, mình muốn bán hàng, mình muốn xây dựng cái nhân hiệu của mình ở trong cái lĩnh vực đó hoặc với cái tập khách hàng đó, thì chúng ta hãy trở thành chuyên gia trong lĩnh vực đó. Được không ạ? Và chúng ta đã đi qua 3 buổi đúng không ạ? Đi qua 3 buổi, 2 buổi về video marketing, chúng ta có thể biết được các cái hướng dẫn sơ bộ để mà lựa chọn cái nội dung cũng như là tiêu đề cũng như là những cái từ khóa cần thiết để chúng ta bắt đầu tìm kiếm ra cái nội dung cũng như là cái những cái thứ mà khách hàng hay là cái thị trường mục tiêu của chúng ta đang gì ạ, họ đang tìm kiếm cũng như họ đang quan tâm. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đi đến một cái chủ đề rất là quan trọng, đó là làm sao để chúng ta quay được cái video thật là đẹp. Đấy. Ví dụ như này, khi mà chúng ta xây dựng một cái video marketing ấy, thì thông thường ấy là chúng ta sẽ quay video ở trong phòng thu, trong nhà hoặc là ngoài trời. Đó. Nhưng mà ở đây thì Huy tập trung hỗ trợ cũng như là giúp anh chị em có thể quay video ở trong nhà trước. Quay video ngoài trời thì nó sẽ có những cái khó hơn. Đó, chúng ta phải lựa chọn những cái khung cảnh nó khó hơn. Đó. Và ở đây thì chúng ta với cái vai trò là video marketing mang tính chất là diện là đào tạo và trao giá trị cho gì ạ, cho cộng đồng. Chúng ta biết rồi, chúng ta muốn gì ạ, muốn trở thành chuyên gia thì chúng ta phải có những cái bài viết làm sao ạ? Cái bài viết là có giá trị cho tập khách hàng mục tiêu của mình, cho gì ạ, cho thị trường mục tiêu của mình, cho những cái gì ạ, cho những cái người khách hàng mà chúng ta mong muốn là trở thành những cái người mà gì ạ, mà chúng ta phục vụ. Đúng không ạ? Vì vậy là chúng ta hãy gì ạ, hãy làm sao đó để giúp cho họ hiểu được thêm một cái điều gì đó mà trong lĩnh vực chúng ta, ví dụ anh chị em làm bất động sản, anh chị em làm về thực phẩm chức năng, anh chị em làm về bất kể một cái lĩnh vực gì đấy, thì chúng ta hãy gì ạ, hãy coi mình là một chuyên gia và chia sẻ những kiến thức, bởi vì rất nhiều người ngoài kia họ chưa có những cái thứ mà chúng ta đang có ở đây đó, họ không có những kiến thức mà chúng ta có trong cái ngành nghề này. Vì vậy chúng ta hãy xây dựng một cái bộ video marketing mang tính chất là gì ạ, là đào tạo. Cái bộ video này anh chị em sẽ đăng lên đâu ạ? Chúng ta sẽ đăng lên, tập trung đăng lên mấy nơi như sau. Thứ nhất là YouTube, bởi vì với những cái kiến thức hay là những video đào tạo hay video trao giá trị thì YouTube vẫn là cái kênh hay là cái gọi là nơi để mà mọi người chủ động tìm kiếm. Khi mà khách hàng tiềm năng ấy, họ sẽ gì ạ? Họ sẽ chủ động tìm kiếm chúng ta. Còn trên TikTok thì họ sao ạ? Hầu hết là họ không chủ động tìm kiếm mà họ sẽ gì ạ? Họ sẽ lướt, đúng không ạ? Và cái video thì nó mang tính chất ngắn hạn, tức là rất khó để chúng ta có thể tìm lại cái video mà chúng ta đã xem cách đây khoảng độ 3 đến 4 tháng ở trên TikTok. Nhưng trên YouTube thì chúng ta hoàn toàn có thể tìm lại được những video chúng ta đã gì ạ, đã xem cách đây 3 đến 4 tháng, đúng không ạ? Đấy. Vì vậy YouTube vẫn là cái kênh để giúp chúng ta có thể là gì ạ, lưu giữ cũng như là một cái nơi nó giống như một cái thư viện để mà khách hàng họ chủ động tìm kiếm. Đó. Thì cái thói quen làm việc, thói quen gì ạ, thói quen xem các video ở trên TikTok với cả trên YouTube nó khác nhau, hay trên Facebook cũng khác nhau. Tuy nhiên thì chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng một cái video để đăng trên nhiều nền tảng khác nhau anh chị em nhé, vừa YouTube, vừa Facebook, vừa TikTok. Đó. Nhưng nếu mà xây dựng gọi là thương hiệu để mà có thể kinh doanh thì YouTube vẫn là một cái kênh rất là tuyệt vời. Tuy nhiên không nên bỏ qua Facebook và TikTok. Mình dồn cái dạng dồn cái data hay dồn cái view, dồn cái follow từ TikTok, từ Facebook, từ Instagram về YouTube. YouTube vẫn là gốc anh chị em nhé. Cho nên phần lớn anh chị em khi mà chúng ta gì ạ, chúng ta quay video ấy thì hãy quay video ngang. Sau đó chúng ta có thể cắt dọc ra để chúng ta đăng lên Facebook, đăng lên TikTok, đúng không ạ? Đấy. Tuy nhiên chúng ta vẫn có thể khi mà chúng ta sử dụng điện thoại nhé. Bởi vì ở đây là chúng ta dùng Huy hướng dẫn anh chị em để cách làm sao để mình có thể tự quay.
tự chỉnh, tự đăng, đúng không ạ? Tự quay, tự chỉnh, tự đăng, không cần phải có một ekip, không cần phải có một người quay hộ. Bởi vì sao ạ? Nếu như mà mình cũng phải đầy đủ điều kiện thế này thế kia mình mới làm ấy, thì đôi khi làm sao ạ? Mình sẽ lười, mình không làm. Đôi khi mình sẽ không đủ điều kiện để mình làm. Cho nên là để mà chúng ta bắt đầu trong cái phần mà video marketing thì chúng ta phải tự làm được, đúng không ạ? Chúng ta tự làm được, sau đó chúng ta nâng cấp lên đó, và khi đó thì sẽ có người quay cho chúng ta. Nhưng mà kể cả người quay cho chúng ta thì chúng ta phải biết là chúng ta quay như nào, biết thế nào là đúng, thế nào là sai, đúng không ạ? Đấy. Ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn anh chị em cách làm sao quay cho đúng. Quay ở đây thì sẽ có hai cách. Nếu mà anh chị em quay với dạng là màn hình như này, đây là quay trên máy tính đó, có cam, hoặc là quay bằng điện thoại, đúng không ạ? Quay bằng điện thoại anh chị em quay ngang nhỉ, đấy, quay ngang cái màn hình này, đúng không ạ? Để mà đăng lên YouTube, đó, đây là cái tiêu chuẩn cơ bản để quay. Và khi mà quay á, thì chúng ta nhớ này, chúng ta sẽ chia cái màn hình ra làm ba, chia màn hình ra làm ba phần. Khi mà quay á, anh chị em chúng ta sẽ chia cái màn hình của chúng ta làm ba phần, kể cả là chúng ta dùng chiều dọc hay là chiều ngang thì chúng ta cũng sẽ chia cái màn hình của mình ra làm ba phần anh chị em nhé. Đây, chia cái màn hình của mình ra làm ba phần bằng nhau để làm gì ạ? Để chúng ta tìm ra cái điểm mà chúng ta sẽ gì ạ? Sẽ đặt khung hình sao cho nó chuẩn nhất. Cái này anh chị em chụp ảnh nhá, chúng ta cũng lưu ý cái điều này. Khi mà anh chị em là cái người chụp ảnh hoặc là mình tự selfie á, mình selfie chính bản thân mình ấy, thì đây nó là gọi là nguyên tắc cơ bản trong cái việc chụp ảnh, trong bố cục thôi. Đó. Thì khi đó thì chúng ta sẽ sao ạ? Đặt cái đầu của mình ấy nó nằm trong cái khoảng này. Đó. Đầu người sẽ nằm trong từ khoảng này cho đến khoảng này, hiểu không ạ? Đấy, nằm trong khoảng này đến khoảng này anh chị em nhé. Đây là cái khoảng khung hình mà chúng ta nên đặt vào. Đặc biệt là gì ạ? Cái mắt của mình ấy, cái mắt của mình ấy, đấy là tâm điểm, đúng không ạ? Mắt của mình luôn luôn là cái nơi để mình focus vào, đó, để mình lấy nét. Thì cái mắt của mình nằm trên đường 1/3 này, hoặc 1/3 bên dưới này. Đấy. Cái thân người thì nằm trên đường 1/3 bên trái này, hoặc 1/3 bên phải này, đúng không ạ? Đặc biệt khi mà mình đứng, mình ngồi đây, mà mình nhìn sang bên này, mình nhìn hướng sang bên này, thì cái thân người của mình nó sẽ gì ạ? Nằm trên một đường 1/3, đường 1/3 của cái gì ạ? Của cái camera, của cái khung hình. Yeah. Đặc biệt là khi mình đứng, mình nói chuyện mà mình hướng sang bên ngoài, hướng sang bên phải, đây bên phải của Huy nhá, anh chị em nhá, có thể là nó sẽ hơi ngược với anh chị em một chút, thì mình sẽ đặt cái khung hình nó lệch ra và mình sẽ có một bên này nó sẽ ít hơn, bên này ít hơn, bên này nó sẽ nhiều hơn, đúng không ạ? Đấy. Khi mình quay sang bên này thì làm sao ạ? Anh chị em, nếu mà anh chị em để mà khung hình lệch này, đây là bị lệch này, thì nó sẽ rất là sao ạ? Nó rất là buồn cười, đúng không ạ? Thì khi đó mình phải xoay khung hình mình ra. Đấy. Không phải ở giữa nhá. Khi mà mình quay như này thì không ở giữa nhá. Mà mình sẽ đưa 1/3. Đấy. Anh chị em thấy không ạ? Đó. Thì khi đó làm sao ạ? Là khung hình của mình sẽ 1/3 sang bên này. Đó. Khi mình muốn nói chuyện mà mình muốn hướng tới cái một cái vật gì ở bên trái thì mình sẽ đứng sang lệch sang bên phải. Còn ngoài ra khi mà mình là cái người đào tạo thì mình đưa gì ạ? Mình đưa vào chính giữa, đúng không ạ? Mình đưa cái bản thân mình vào chính giữa, nhưng nhớ là gì ạ? Cái đầu mình và cái mắt mình vẫn nằm trên đường 1/3. Anh chị em vẫn nhìn thấy không ạ? Ok. Rồi. Cái mắt của mình ấy là vẫn nằm trên đường 1/3 này anh chị em này. Đấy. Cái đường 1/3, anh chị em tưởng tượng một cái đường 1/3 trên màn hình đây. Thì cái mắt của Huy nằm trên đường 1/3. Đấy ạ. Còn cái chủ thể của mình nó nằm ở giữa. Khi nào ạ? Khi mà chúng ta là cái người đào tạo thì mình căn ở giữa, sau đó là gì ạ? Vẫn là cái mắt vẫn nằm trên đường 1/3, đúng không ạ? Khi mà chúng ta nhìn lên ấy,
thì cái mắt của chúng ta lại sẽ nằm xuống được 1/3 bên dưới, đúng không ạ? Để mà phía bên trên nó cao hơn đó. Hoặc là chúng ta chúng ta ở khung hình dọc này cũng vậy. Nếu như bình thường ấy thì chúng ta sẽ cái đầu chúng ta sẽ nằm ở đây. Đấy, hoặc ở đây. Tuy nhiên, khi mà chúng ta muốn chụp hình với cái khung cảnh rộng, khung cảnh đẹp thì chúng ta sẽ gì ạ? Chúng ta sẽ đưa cái người của chúng ta xuống bên dưới này để mà gì ạ? Để mà ngước nhìn lên trên, đúng không nhỉ ạ? Ngước nhìn lên trên thì làm sao ạ? Cái chân nó sẽ kéo dài hơn, đồng thời là chúng ta sẽ nhìn được cái khung cảnh bầu trời sẽ nhiều hơn. Đó. Thì đấy là gì ạ? Đấy là cái bí kíp đầu tiên cơ bản nhất khi mà chúng ta sử dụng khung hình để chụp ảnh hoặc quay video thì đều giống nhau, bởi vì đây nó là bố cục cơ bản ở trong hội họa, ở trong kiến trúc, nhớ chưa? Và cái điều này ấy, thì nó xuất phát từ cái tỷ lệ vàng. Cái tỷ lệ vàng này nó đến từ dãy số là gì ạ? Fibonacci. Fibonacci. Đó. Dãy số Fibonacci nó là một cái dãy số một cấp số cộng. Và các số nó cũng lập mà cộng liên tục và không bao giờ các số nó bị trùng nhau hết. Đấy. Người ta tính toán ra nó có hàng tỷ tỷ các cái con số Fibonacci mà nó không bị lặp lại. Đó. Thế thì ở đây chúng ta sẽ có thể tìm kiếm về Fibonacci nhá. Đấy, chúng ta tìm kiếm về tỷ lệ vàng Fibonacci. À, chúng ta xem phần hình ảnh này. Đây. Đó. Thì dãy số Fibonacci và tỷ lệ vàng này, trong kiến trúc hay là trong tự nhiên. Đấy. Trong kiến trúc hay trong tự nhiên thì anh chị em đều thấy là cái tỷ lệ này nó xuất hiện rất là nhiều. Đó. Dù là bàn tay của chúng ta hay là vũ trụ hay là cánh bướm hay là khuôn mặt của cái con sư tử hay là cái đường xoắn ốc của cái con ốc thì tất cả nó đều có một cái tỷ lệ có một cái tỷ lệ, nó là tỷ lệ vàng, được chưa? Tức là nó sẽ có những cái tỷ lệ theo cái hình thức như sau. Đó, đây là nó chia ra các cái ô này. Đó. Và dãy số Fibonacci là sao ạ? Bắt đầu từ 1 này, 1 đến 2 này, 1 cộng 2 bằng 3 này, 2 cộng 3 bằng 5 này, 3 cộng 5 bằng 8 này, 5 cộng 8 bằng 13 này. Đấy, nó cứ lấy số trước với số sau cộng nhau thì ra cái số gì ạ? Số tiếp theo. Cứ lấy hai số liền trước cộng nhau thì ra số tiếp theo. Đó. Trong một khuôn mặt người thì nó cũng liên tục có những cái tỷ lệ vàng như này. Đó. Trong một cái kiến trúc thì nó cũng tạo ra cái tỷ lệ vàng như này. Ngay cả trong logo của các công ty, anh chị em thấy là gì ạ? Nó cũng liên tục là các cái tỷ lệ vàng. Đó. Những cái con số này, anh chị em nhìn không nhìn được, không nhìn rõ những con số. Tất cả những cánh lá ở trên tự nhiên, ngoài tự nhiên thì nó cũng đều phát triển theo cái tỷ số, theo cái số lượng và theo cái tỷ lệ vàng. Đấy. Rồi cái đường xoắn ốc của cái lá nó cũng đi theo tỷ lệ vàng. Đấy. Nghệ thuật nếu mà muốn đẹp thì nó cũng phải đi theo tỷ lệ vàng. Anh chị em nhìn thấy cái con thuyền này, tự nhiên nó nằm ở góc 1/3 này, đúng không ạ? Cái chủ thể nó nằm góc 1/3 này. Nó không nằm ở giữa, nằm ở giữa trông nó sẽ rất là xấu, mà nó sẽ nằm ở góc 1/3 này. Nó sẽ lấy được cả cảnh, khung cảnh. Đó, nó sẽ đẹp hơn. Rồi. Hầu hết đây, ngay cả một cái nước khi mà cô gái này là gì ạ? Mà hất một cái nước thì cái nước này nó cũng chảy theo cái đường cong Fibonacci này. Đó, anh chị em thấy không ạ? Khi bố cục một bức tranh, người ta cũng bố cục theo cái tỷ lệ Fibonacci này. Đó. Rồi một cái đường lượn sóng nó cũng lượn theo cái đường Fibonacci này. Đấy, tất cả nó đều có một cái, ngay cả những cái cơn bão thì nó cũng gì ạ? Nó cũng đi theo cái tỷ lệ vàng này. Đấy. Cái tai người nó cũng đi theo tỷ lệ này. Cái con ốc tự nhiên nó đi theo tỷ lệ này. Đấy, anh chị em thấy không ạ? Nó rất là kỳ lạ, rất là kỳ diệu. Nhưng mà người ta đã chứng minh rằng khi nào mà chúng ta làm theo cái tỷ lệ vàng ấy thì tự nhiên là sao? Tự nhiên là chúng ta sẽ cảm thấy nó rất là thuận mắt. Đấy. Cảm thấy rất là thuận mắt, rất là dễ mà
mà tiếp thu và cảm thấy nó đẹp. Đó, khi mà chúng ta làm theo cái tỷ lệ vàng tự nhiên chúng ta thấy nó rất là hợp lý. Anh chị em thấy ngay cả vũ trụ nha, giải ngân hà nha, nó cũng đi theo cái tỷ lệ vàng Fibonacci này. Khi mà chụp lên cái ảnh ấy, nó cũng thành theo cái hình xoắn ốc này. Đó, đúng không ạ? Đó, hình xoắn ốc này nó ghép bằng những cái hình ô vuông, và những hình ô vuông này nó sẽ theo cái tỷ lệ là 1 này, 2 này, 3 này, 5 này, 8 này, 13 này. Đó, sau cứ thế nó cộng lên. Đó, cứ lấy số trước cộng số sau ra số sau nữa. Đó, thì cái này áp dụng vào trong cái công việc của chúng ta như thế nào ạ? Là chúng ta cũng phải có những cái nguyên tắc để mà chúng ta lựa chọn cái điểm mà chúng ta đặt cái khung hình hay máy quay, hay là cái gì ạ? Khi mà chúng ta đặt cái cam, ngay cả việc chúng ta chụp ảnh thôi nhé anh chị em nhé, chúng ta chụp ảnh thì chúng ta cũng gì ạ? Cũng nhớ là chúng ta chụp để làm sao được khung hình nó đẹp. Rất nhiều người ấy, khi mà vào zoom thì anh chị em làm sao ạ? Để cái mặt mình to đùng nhỉ? Có không ạ? Có đấy, anh chị em nhìn xem, có một số người để mặt to đùng này thì làm sao ạ? Thì nó không có đẹp. Bởi vì sao? Thứ nhất là nó lộ những cái điểm xấu ở trên mặt. Cái thứ hai là gì ạ? Nó không tạo ra được cái tỷ lệ vàng, đúng không ạ? Đấy. Rồi, kiến thức này em chưa được học đúng không? Rồi, không sao. Thì mình giải thích lý do tại sao ấy mà mình làm như vậy thì nó lại hiệu quả, bởi vì nó được tự nhiên chứng minh rồi. Đấy, được chưa? Chúng ta không nên để mặt quá gần và cũng không nên đi quá xa. Đi quá xa khi nào ạ? Khi nào chúng ta muốn lấy được cái khung cảnh, được chưa? Còn ở đây chúng ta với vai trò là video marketing, để làm chuyên gia, để trở thành video để mà chúng ta có thể trao được giá trị, thì hãy ngồi cái khoảng cách khoảng độ gì ạ? 1 mét từ người mình đến cái camera. Đấy, để mà làm gì ạ? Khi đó thì chúng ta không cần phải dùng những cái micro á, dùng cái micro để chúng ta có thể thu âm. Nếu mà chúng ta thu âm ở ngoại cảnh thì chúng ta sẽ gì ạ? Có những cái đoạn mà xa, đoạn gần, đúng không ạ? Nhưng mà chúng ta sẽ gì ạ? Chúng ta sẽ làm sao ở thu âm ở trong phòng, quay video ở trong phòng, thì chúng ta làm sao là tay chúng ta cầm đấy, camera chúng ta cầm trên tay này đấy, thì làm sao ạ? Nó khoảng độ 1 mét từ mặt mình đến camera, nó khoảng độ như vậy, nó là cái chỉ số cân bằng nhất và dễ làm nhất để chúng ta có thể tự làm được, được chưa ạ? Thêm một cái điều nữa, khi mà chúng ta quay video ấy, anh chị em nếu mà chúng ta đang làm sai thì chúng ta sửa lại ngay, chúng ta sẽ sửa lại, hãy ngồi xa ra. Có một số anh chị em ấy thì ngồi tụt xuống và nó cao hẳn lên nhỉ, có không anh chị em? Có rất nhiều người đang làm như vậy đấy ạ. Ngay bây giờ chúng ta cũng đang bị như vậy đấy ạ. Thì khi đó làm sao ạ? Nó bị lệch. Và khi bị lệch làm sao ạ? Thì chúng ta sẽ bị mất kết nối với cả những cái người khán giả, cái người nghe, hoặc là cái người họ đang quan sát chúng ta, đúng không ạ? Anh chị em hãy điều chỉnh lại đi ạ. Hãy điều chỉnh lại ngay camera của mình ngay bây giờ. Hãy điều chỉnh lại đi ạ. Hãy điều chỉnh lại. Đấy, để làm gì ạ? Chúng ta học, chúng ta phải hành luôn. Thêm vào nữa đó là gì ạ? Là ánh sáng. Khi mà chúng ta chia sẻ thì chúng ta biết là gì ạ? Chúng ta là chủ thể, cho nên là chúng ta phải có những ánh sáng tập trung vào người chúng ta, đúng không ạ? Nếu như mà chúng ta không đủ sáng thì hãy bật thêm đèn, hãy bố trí thêm những cái đèn để mà gì ạ? Để mà nổi bật cái cảnh của chúng ta. Ví dụ Huy có một cái đèn ở đây, nếu mà Huy tắt đi, anh chị em nhìn thấy không ạ? Khi mà Huy tắt đi thì vẫn được, nhưng mà nó không nổi bật cái con người của mình lên, cái chủ thể của mình lên. Nhưng khi Huy bật lên thì nó sẽ nổi hơn, cái mặt mình nó sẽ sáng hơn. Đây cái camera, đây là cái đèn này là cái đèn Huy hay dùng để đào tạo này. Cái đèn này mình đặt trên máy tính ấy, nó rất là dễ. Đấy, ngoài ra thì có cái đèn to hơn nhưng ít dùng. Cái đèn đấy thì nó rất là sáng. Cái đèn đấy, đèn studio nó rất là sáng. Huy ít dùng cái đèn đấy. Huy dùng một cái đèn này là đủ rồi. Đấy, thì đấy là cái cách để mà mình làm nổi bật cái hình ảnh của mình lên. Đó. Nếu như mà quay video ấy mà thiếu sáng ấy thì anh chị em sẽ thấy là sao ạ? Nó sẽ bị nhiễu và nó rất là xấu. Nó bị noise, tức là nó bị vỡ hình. Nó rất là xấu. Cho nên là khi mà đủ ánh sáng ấy thì nó sẽ
nét, nó sẽ đẹp, nó sẽ tự nhiên. Đó, ví dụ như cái đèn này thì nó có 3 loại ánh sáng trắng, ánh sáng vàng và ánh sáng trung tính. Thì Huy hay thường sử dụng cái ánh sáng trung tính và đưa nó về cái mức độ nhẹ thôi. Đó, nó không quá gắt, không quá chói. Và anh chị em nhìn thấy là trên mặt Huy nó không có những cái mảng sáng nó sáng quá. Đúng không ạ? Thì đấy là cái cách mà mình sử dụng ánh sáng. Thêm vào nữa đấy là hậu cảnh. Hậu cảnh thì làm sao ạ? Hậu cảnh thì chúng ta nên chọn những cái hậu cảnh nào đó mà nó đơn giản, hoặc là những cái bức tường, hoặc là bức tường hoặc cái tấm vải, đúng không ạ? Để chúng ta có những cái chỉnh sửa hậu kỳ nếu như chúng ta muốn. Đó. Tuy nhiên thì nếu mà chúng ta là một cái người đào tạo thì chúng ta nên có những cái hậu cảnh đủ, nó khá đẹp một chút. Hậu cảnh nó đẹp một chút thì nó sẽ giúp cho chúng ta gì ạ? Tự tin hơn, giúp chúng ta có một cái sự bởi vì khi mà trong cái quá trình đào tạo ấy, là chúng ta sẽ cũng có dùng body language, đúng không ạ? Chúng ta dùng tay. Và nếu mà chúng ta sử dụng nền ảo, nếu chúng ta sử dụng nền ảo thì nó sẽ, khi mà chúng ta khua tay này thì nó sẽ bị mất cái tay của chúng ta, hoặc là nó sẽ rất là xấu. Vì vậy là Huy không khuyến khích anh chị em sử dụng nền ảo, đặc biệt là khi đào tạo hoặc là quay video. Đặc biệt là qua Zoom, trừ trường hợp bất khả kháng thì chúng ta sử dụng nền ảo. Còn nếu không thì chúng ta hãy sử dụng những cái nền mà nó được thiết kế, hoặc là những cái nền mà những cái tủ sách như này là cái tuyệt vời nhất nếu mà chúng ta là cái nhà đào tạo hoặc là nhà chia sẻ, đúng không ạ? Là cái điều tuyệt vời nhất. Chúng ta không nên để cái nền nó quá rối. Cái nền của Huy là hơi rối này anh chị em nhé. Cái nền nó hơi rối. Tuy nhiên là sao ạ? Là Huy có cách để hút anh chị em về phía mình. Bởi vì chúng ta mới là chủ thể của cái gì ạ? Của cái bài đào tạo này, chứ không phải là cái nền phía sau. Nếu như mà chúng ta xuất hiện trong thời gian ngắn, ví dụ như là 1 phút, thì chúng ta không nên để cái nền nó quá rối, bởi vì mọi người sẽ tập trung vào cái nền phía sau. Nhưng mà khi mà chúng ta có cách để chúng ta hút mọi người về bản thân mình thì chúng ta không phải lo về cái nền nó quá rối nữa, được chưa? Thì đấy là những cái đầu tiên để mà chúng ta quay được cái video, một cái khung hình, cái ánh sáng cộng với cả cái việc mà đặt camera. Ví dụ đặt camera nhé, thì nó có các cái cách thức khác nhau. Ví dụ chúng ta đặt camera xuống thấp quá đấy. Nếu mà chúng ta đặt camera xuống thấp quá như này thì làm sao? Thì thứ nhất là chúng ta sẽ phải cúi xuống, chúng ta nhìn. Và cái khung hình này thì cái khung hình của cái lúc khi đó chúng ta sẽ đứng cao hơn cái người nghe. Thì khi đó thì nó gọi là cái khung hình của cái người gọi là thống trị. Đó. Và sẽ nhìn thấy chúng ta cảm thấy rất là diện, rất là to lớn, đúng không ạ? Và cái điều này thì nó sẽ cần thiết với một số cái trường hợp nhất định. Tuy nhiên về cơ bản là chúng ta hãy để cái camera nó ngang với cái tầm cằm của mình, để không phải ngang với tầm mắt nhé, mà ngang tầm cằm của mình thì là đẹp nhất. Camera ngang tầm cằm của mình là đẹp nhất, đúng không ạ? Cái mắt camera ngang cằm của mình thì là đẹp nhất, nên là vừa, đúng không ạ? Đấy, thì là chúng ta giống như là những người bạn nói chuyện nhau rất là thân thiện. Nếu mà ngang tầm mắt ấy thì có thể nó sẽ che cái khung hình của mình, bởi vì đôi khi ấy, là chúng ta vẫn phải dùng cái khung hình của mình để chúng ta sẽ quan sát cái quan sát mọi người, đồng thời là chúng ta có thể có những cái tài liệu ở trên màn hình để chúng ta có thể xem. Nếu mà chúng ta để ngang mắt thì chúng ta sẽ không xem được, đúng không ạ? Một cái góc nhìn khác đấy là chúng ta để cao này. Đấy, để cao này, khi để cao lên nhìn ấy thì chúng ta sẽ thấy là sao ạ? Là chúng ta sẽ nhỏ bé đi. Và nếu mà chúng ta là nhà đào tạo mà chúng ta để cái khung hình mà để cao như này thì nó sẽ rất là khó để chúng ta tạo ra được cái cảm giác tự tin, cũng như là cái cảm giác mà giúp cho cái người nghe họ cảm thấy chúng ta là gì ạ, là cái người đáng tin cậy. Bởi vì khi mà chúng ta nhìn ngước lên này, nó giống như kẻ trộm ấy. Giống như là chúng ta đang là học trò nhiều hơn là thầy giáo, đúng không ạ? Là cái người mà đang có cái điều gì đó mà không được thoải mái lắm. Đó. Vì vậy là chúng ta nên đặt cái camera ở ngang tầm cằm của mình, đúng không ạ? Ngang tầm cằm của mình. Đó. Ok, ngoài ra thì khi mà chúng ta chia sẻ thì chúng ta hãy nhìn vào cái mắt camera anh chị em nhé. Khi mà chúng ta
quay video ấy, thì chúng ta hãy nhìn vào cái mắt camera, đừng nhìn vào cái mặt của mình. Ở đây nhá, cái mặt của Huy nằm bên trên này anh chị em nhá, cái mặt của Huy thì nằm bên trên này này đấy, những cái mắt camera thì nằm ở đây đó. Và phần lớn cái thời gian anh chị em thấy là Huy nhìn vào cái mắt camera chứ không phải nhìn lên cái khoảng mặt của Huy đấy. Thì đây là một cái bí kíp khi mà chúng ta gì ạ, chúng ta quay video. Và phần lớn ngay cả những cái chủ giảng, ngay cả những cái diễn giả, ngay cả những cái người đào tạo thì họ đều không làm được cái điều này. Bởi vì sao ạ? Bởi vì là họ đang nhìn vào mặt của họ để họ nói. Anh chị em có hay vậy không ạ? Khi mà quay video ấy thì chúng ta hãy nhìn vào mặt của mình, hoặc là chúng ta chụp ảnh nhá. Ở đây là hướng dẫn chụp ảnh nhá. Khi mà chúng ta bật máy lên, chúng ta quay video hoặc chúng ta chụp ảnh selfie thôi, thì chúng ta hãy nhớ này, mỗi một cái điện thoại nó có một cái điểm rất là nhỏ ở đây này. Cái điểm rất là nhỏ ở đây là cái camera này. Thì chúng ta phải nhìn vào cái camera này chứ đừng nhìn vào cái mặt chúng ta ở đây, được không ạ? Mặt của chúng ta ở đây ấy, làm cho chúng ta sẽ bị nhìn, nó sẽ bị lag, cái mắt chúng ta sẽ bị lệch. Nhưng nếu mà chúng ta nhìn vào cái điểm nhỏ này này thì làm sao ạ? Thì mọi người đứng ở đâu thì họ vẫn nhìn thấy giống như là chúng ta đang nhìn họ. Bây giờ anh chị em thử nghiêng qua trái, nghiêng qua phải, nhảy lên trên xuống dưới, anh chị em đều nhìn thấy là Huy đang nhìn anh chị em, được không ạ? Giống như Huy đang nhìn anh chị em, kể cả anh chị em lệch sang bên này, lệch sang bên này đấy. Hoặc là một cái bức tranh ấy, anh chị em thấy một bức tranh ấy, là mình nhìn thấy cái cô gái đấy họ đang nhìn mình đấy, mà mình đứng bên trái này cô cũng nhìn, đứng bên phải cô cũng nhìn, đứng trên cô cũng nhìn, đứng dưới cô cũng nhìn. Bởi vì sao ạ? Cô nhìn thẳng đấy, cô nhìn thẳng vào cái góc nhìn này đấy. Thì một cái bức tranh đấy là một bức tranh có hồn, đúng không ạ? Và quay một video có hồn thì chúng ta cũng phải nhìn vào cái mắt camera. Cái này là chúng ta phải tập anh em nhé, cái này phải tập. Bởi vì sao ạ? Thông thường là chúng ta nhìn vào cái mặt của mình để chúng ta điều chỉnh, đúng không ạ? Tuy nhiên khi mà chúng ta làm quen rồi, chúng ta không cần phải điều chỉnh nữa, thì khi đó chúng ta tập trung nhìn vào mắt camera. Nhìn mắt camera nhưng mà chúng ta vẫn phải bao quát được toàn bộ phòng zoom. Ví dụ như là Huy có thể bao quát được toàn bộ phòng zoom bằng cách là gì ạ? Sử dụng một khung hình rất là lớn. Khung hình của Huy nó có thể chứa được 49 người. Và chỉ cần lách 3-4 trang thôi, Huy biết nắm bắt được hết tất cả những khung hình. Và Huy nhìn thấy tất cả anh chị em. Cho nên anh chị em nào mà không bật cam ấy là Huy không thích đâu. Anh chị em nào bật cam thì Huy mới thích. Bởi vì sao ạ? Lúc đó là Huy sẽ quan sát được toàn bộ cái phòng zoom, đúng không ạ? Ok nhá. Không nhìn được hình ảnh, bạn Dương Nga không nhìn được hình ảnh là sao ạ? Bạn muốn nhìn hình ảnh nào? Ok không ạ? Rồi. Thì đó là cái cách để mà chúng ta sử dụng khung hình và ánh sáng một cách cơ bản nhất, được chưa ạ? Và sau đây thì Huy sẽ hướng dẫn anh chị em cách để mà chúng ta có thể chỉnh sửa video một cách sơ bộ thông qua điện thoại và thông qua máy tính. Ví dụ nếu như mà chúng ta chỉnh sửa video thông qua máy tính thì có rất nhiều các cái phần mềm chỉnh sửa video khác nhau. Hiện nay thì Huy đang sử dụng cái phần mềm đó là Wondershare. Đấy, cái phần mềm đó là gì ạ? Là Wondershare Filmora. Đó. Anh chị em có thể search cái phần mềm này ở trên internet, đúng không ạ? Trước đây thì Huy có sử dụng các cái phần mềm là Adobe Photoshop với cả Premiere cộng với cả một số phần mềm như Camstaria hoặc cái phần mềm như là ProShowGold. Tuy nhiên thì hiện nay thì Huy rất là thích dùng cái phần mềm Filmora này. Tại sao ạ? Bởi vì nó nhẹ, máy tính của Huy nó cũng không đủ nặng, nó không phải máy tính chuyên nghiệp để xử lý hình ảnh. Đó, cho nên là sử dụng cái phần mềm này Huy rất là ưng ý. Bởi vì sao ạ? Nó nhẹ. Đó, đây Huy sẽ cho anh chị em xem cái phần mềm này. Đây, cái phần mềm là Filmora 9. Thì anh chị em có thể search ở trên mạng để tìm được cái bản cài. Đặc biệt ở đây thằng này nó có bản cài, nó gọi là có bản quyền. Anh chị em có thể mua bản quyền hoặc là sử dụng cái bản miễn phí, đúng không ạ? Đó. Thì khi mà chúng ta bắt đầu ấy thì chúng ta sẽ import một cái video vào. Ví dụ ở đây là import một cái video về một cái bài đào tạo của mình. Đây.
Đó. Thì mình có thể import thêm được cái một số cái đây. Thì khi mà Huy chỉnh sửa ấy, nó rất đơn giản anh chị em nhé. Chỉnh sửa đơn giản nhất để anh chị em có thể làm được, đó là gì ạ? Đầu tiên là mình nhấn nút cộng này. Đấy. Xong mình nhấn đôn trên này. Thì cái thằng video này nó sẽ rơi xuống dưới này. Và đây nó gọi là gì ạ? Timeline. Đấy, chúng ta nhấn vào đây, chúng ta sẽ biết được cái timeline của chúng ta nằm trên cái đường này. Đấy, trong cái bài đào tạo này của Huy là nó rơi vào khoảng độ 1 tiếng 40 phút. Đó. Mình nhấn vào đây, chúng ta để dùng cái chuột trái này, chúng ta kéo này để mà gì ạ? Chúng ta làm cái timeline của chúng ta nó ngắn lại hoặc nó dài ra. Đấy, để chúng ta điều chỉnh, được chưa ạ? Nó dễ. Ở đây chúng ta có các cái trách khác nhau. Đấy. Thì nếu mà chúng ta muốn thêm các cái âm thanh hoặc những cái hình ảnh khác thì chúng ta sẽ đưa vào trách khác nhau. Ví dụ như này, chúng ta ví dụ như là Huy có một cái phần nó gọi là phần này nó gọi là cái nút đăng ký. Đó. Thì sẽ giúp mọi người đăng ký cái kênh của mình. Đấy. Anh chị em thấy không ạ? Tinh tinh đó. Thì cái nút đăng ký này nó sẽ có cái nền xanh. Thì chúng ta sẽ làm như nào? Chúng ta sẽ nhấn vào cái nền xanh này, nhấn đúp vào cái nền xanh này, sau đó nhấn vào cái nút chroma key. Thì làm sao ạ? Đấy, sẽ mất cái nền xanh này. Đấy, bằng cách là chúng ta chọn cái nền xanh, cái nền xanh là cây này. Đấy, thì nó sẽ mất cái nền xanh, được không ạ? Sau đó chúng ta kéo nó xuống cái đoạn dưới này, được chưa ạ? Đấy, kéo xuống cái đoạn dưới này. Đó, để làm gì ạ? Nó sẽ xuất hiện trong cái video của chúng ta, nhưng mà ở đoạn dưới này thôi, được không ạ? Đấy, rồi chúng ta nhấn vào chroma key. Rồi sau đó là chúng ta copy nó hoặc là cắt đi. Chúng ta cắt đi xong rồi chúng ta gì ạ? Đưa vào cái trách ở bên trên này. Đó, chúng ta đưa lên trên này, kéo lên trên anh chị em nhé, kéo lên trên. Đó. Thì khi đó làm sao ạ? Khi đó thì nó sẽ xuất hiện cái nút đăng ký của chúng ta lên trên này. Đó, anh chị em thấy không ạ? Tinh một cái. Kinh kinh đó. Đó, cái nhạc mà hơi to quá thì chúng ta cho cái nhạc nó thấp xuống. Đấy. Chúng ta cầm cái tay đây này, nó có chữ volume này, nó 00 dB này, chúng ta cầm là kéo xuống một chút. Đấy, xuống là gọi là -13. Đấy, thì là cái nhạc nó sẽ thấp xuống. Đấy, chúng ta phải kéo tăng lên để có thể tăng cái âm lượng lên, được chưa ạ? Rồi. À, và đấy là cái chúng ta thêm một cái gọi là track nữa. Và chúng ta có thể đưa cái này vào khoảng 3 nơi, đúng không ạ? Ngoài ra thì chúng ta sẽ phải cắt những cái đoạn mà chúng ta thấy rằng là nó không cần thiết. À, ví dụ những cái đoạn mà không cần thiết, được chưa ạ? Thì mình cắt đi. Đấy. Đấy, mình cái nội dung. Rồi, đấy, cái đoạn này không cần thiết mình cắt đi, được chưa ạ? Xong mình xóa cái đoạn này đi anh chị em, xóa đi. Đó. Thì lúc đầu vào phát, đấy là cái ôn bài một chút nhỉ, ôn bài một chút của cái chương trình. Đấy, cái đoạn này vẫn là đoạn ôn bài thì sao mình cắt đi. Nội dung rất quan trọng. Đây, bắt đầu mình cắt từ đoạn này. Đó, xong xóa cái này đi. Được chưa? Ngoài ra thì cái đoạn cuối của mình thì mình cũng có thể là nó sẽ không quan trọng lắm. Thì đoạn cuối thì làm sao ạ? Thì mình có thể cắt đi. Đấy. Và cái điều này nó không chỉ là đào tạo đâu, trong cuộc sống cũng rất là quan trọng. Ví dụ khi chúng ta cần nói chuyện tình cảm với cái người bạn đời của mình, với con. Đấy. Thì đến đoạn này, nhẹ nhàng, giọng từ một Huy cũng đi. Chúng ta hãy luyện thêm. Đấy. Và quắt mà không làm. Cho nên là thứ nhất là những người nào mà không tham gia, hẹn gặp lại lớp học nào. Đấy, ví dụ như là đến cái đoạn hẹn gặp lại thì vào tháng 8 sẽ có một lớp về thủ sẽ không được tốt nghiệp bằng chính những cái kỹ năng. Ok, âm thanh nó chiếm bao nhiêu ạ? Chiếm có 7%. C thì về cơ bản là cứ khoảng do Huy đào tạo thì đều. Ok, thì đến cái đoạn này thì anh chị em đấy là bắt đầu mình ok, mình hẹn gặp lại rồi, mình bye bye rồi, thì mình sẽ gì ạ? Mình sẽ cắt đến đoạn này, được chưa? Mình bỏ cái đoạn cuối đi, được chưa? Đấy.
Sau đó mình thêm một cái đoạn mở đầu, mình tìm cái đoạn mở đầu đào, đào tạo và truyền cảm hứng, ok không ạ? Nhá. Rồi biết rằng khi mà chúng ta chúng ta có một cái đoạn đầu ấy là cái đoạn rất là quan trọng, được chưa? Cho nên mình tìm một cái đoạn đầu nào thật là hay, thật là hấp dẫn, thật là độc đáo, mình đưa lên, cắt một cái đoạn trong video này, mình cắt, mình đưa lên đầu khoảng 10 giây, 5, 10, 15 giây đầu tiên ấy, là mình cắt cái đoạn này đưa lên đầu, được không ạ? Hệ thống để... Đấy, anh chị em này. Đấy, mọi người sẽ thấy tò mò để mọi người sẽ lắng nghe cái phần đào tạo của mình. Comment là chưa? Trong gì ạ? Trong cái bài đào tạo của chúng ta, rất nhiều người không biết cách dùng ngữ điệu, dẫn đến nội dung rất hay nhưng không truyền tải được thông điệp đến cho người nghe. Đấy. Đấy, mình cắt cái đoạn này. Dạ, trong cái bài đào tạo mình cắt cái đoạn này. Đấy, cắt cái đoạn này. Xong rồi mình copy. Đấy. Xong mình paste về phía đầu này. Đấy, được không ạ? Sau đó mình đưa vào một cái intro, cái intro của mình vào đây. Thế thì nó sẽ có dạng như này. Trong cái bài đào tạo của chúng ta, rất nhiều người không biết cách dùng ngữ điệu, dẫn đến nội dung rất hay nhưng không truyền tải được thông điệp đến cho người nghe. Đó, xong bắt đầu nó gì ạ? Ra cái đoạn intro, đúng không ạ? Đoạn giới thiệu về cái thương hiệu của mình. Đó, sau bắt đầu mới vào đến cái nội dung chính. Nội dung rất quan trọng, nhưng xin thưa với anh chị em, nó chỉ chiếm có bao nhiêu phần trăm thôi ạ? Nó chiếm có 7% thôi. Đó, thì như vậy là gì ạ? Là chúng ta đưa ra một cái đoạn rất là ngắn ở đầu để gây sự tò mò cho cái người nghe, và họ sẽ lắng nghe cái phần tiếp theo bởi vì họ tò mò cái đoạn đầu, được chưa? Anh chị em chọn cái đoạn mà hay nhất ở trong cái đoạn video của anh chị em. Đấy, sau đó đưa lên đầu, xong bắt đầu mới vào intro, xong bắt đầu mới vào đến nội dung, được chưa? Đó. Ngoài ra thì chúng ta sẽ có những cái đoạn mà khoảng gọi là khoảng chết. Đây này. Học rồi mà muốn học lại và học nâng cao thì comment là chưa luôn. Đấy, thì sẽ có cái đoạn chết này. Cái đoạn chết này là đoạn gì ạ? Đoạn nó không có thông tin. Đoạn không thông tin thì làm sao ạ? Chưa luôn. Chúng ta có thể là xóa cái đoạn này đi, hoặc là không, nếu như mà chúng ta có thời gian thì chúng ta gì ạ? Chúng ta xóa cái đoạn này đi, được chưa ạ? Ok. Thế thì đấy, những cái đoạn này nó gọi là đoạn chết thì chúng ta làm sao ạ? Chúng ta xóa đi. Được chưa ạ? Delete nó đi. Thì cái video nó sẽ là sao? Thì comment là chưa luôn. Đấy, ngữ điệu là đấy, cái đoạn này nó vẫn chết này. Đấy, thì mình là sao? Xóa những cái đoạn chết này đi. Để cái video nó ngắn hơn, nó đơn giản hơn và nó sẽ giữ chân được người nghe lâu hơn. Thì comment là chưa luôn. Ngữ điệu là đấy. Thì làm sao ạ? Là nó không còn cái đoạn chết giữa các cái câu nói nữa, đúng không ạ? Đấy, thì đây là cách để mà mình làm ngắn cái video hơn, đồng thời là sẽ chỉnh sửa cái video một cách dễ dàng hơn, được chưa? Đấy, thế là xong rồi, video thế là xong rồi. Cái đoạn cuối này nhá, cái đoạn cuối này thì mình sao ạ? Mình cũng thêm cái outro vào. Đấy, cái outro hay là cái dùng cái chính cái intro cũng được chưa ạ? Nếu mà anh chị em có outro thì đưa cái outro vào. Outro là những cái video để mà kết thúc. Đấy, ví dụ như là, đúng không ạ? Cái nội dung thì anh chị em biết nó chiếm bao nhiêu ạ? Chiếm có 7% thôi. Đấy, kết thúc này. Đó, anh chị em thấy không ạ? À, kết thúc thì bắt đầu là có một cái video như này. Đấy, thì nó sẽ rất là nhẹ nhàng, đúng không ạ? Đấy. Ngoài ra thì chúng ta có thể đưa logo của chúng ta vào. Đấy, chúng ta nhấn đưa logo vào. Đấy. Nếu mà chúng ta muốn nhá, nếu mà muốn và nếu mà chúng ta có thì chúng ta có thể đưa vào. Thì chúng ta có thể đưa nó lên một cái check bên trên này. Đó. Và chúng ta có thể kéo ra. Đấy. Chúng ta có thể điều chỉnh lại cái kích thước của cái logo mà chúng ta đang có. Chúng ta có thể đặt xuống đây. Đấy. Hoặc là đặt lên trên này. Đấy. Hoặc cũng đặt bên này. Đặt xuống dưới này. Tùy cái vị trí nào mà chúng ta cảm thấy phù hợp, được không ạ? Đó.
thì cái logo nó sẽ theo năm cái nó sẽ gắn vào đây để nó xây dựng cái thương hiệu của mình đó. Mình xây dựng thương hiệu, xây dựng cái video marketing mà, đúng không ạ? Tôi đã đưa logo đây đấy, thì chúng ta kéo đây, hoặc chúng ta muốn chèn chữ, muốn chèn thêm chữ thì chúng ta sẽ chọn thêm cái phần gì ạ, phần title này đó, phần title này đấy, chúng ta sẽ chọn là gì ạ, là title ở đây đấy, chúng ta có thể đưa thêm chữ của chúng ta vào đây, hoặc là chúng ta đưa phần gọi là subtitle, tức là cái phần thuyết minh đó đấy. Hoặc là những cái đoạn chữ chạy à, ví dụ như là đây, chúng ta nhấn vào đây thì nó sẽ ra cái đoạn chữ này đó, chúng ta nhấn đúp vào đây thì chúng ta sẽ sửa cái phần chữ này, ví dụ như là Nguyễn Quang Huy, đúng vậy ạ. Ở đây chúng ta có thể đổi màu cho nó, chúng ta chuyển sang cái màu vàng đi, hoặc là màu, một cái màu nào đó mà chúng ta cảm thấy ok, đúng không ạ? Thì khi mà video chạy một cái bài đào tạo mà chạy đến đây ấy, thì cái nội dung chữ nó sẽ hiện ra ở đây, anh chị em thấy không? Cái chữ nó hiện ra đây, nội dung chiếm bao nhiêu ạ? 7%. Chúng ta muốn cái chữ này nó kéo dài thì nó kéo dài nó ra, đúng vậy ạ? Đó, để một cái bài đấy, đào tạo mà gọi là thành công ấy thì nội dung tổng cái gì ạ, đấy, tổng cái thì nó sẽ là, nó lưu trữ thông điệp, cái chữ này nó sẽ xuất hiện lâu hơn à, thông điệp đấy. Như vậy là gì ạ, là chúng ta có thể add thêm chữ chúng ta ở đây có rất nhiều các mẫu chữ khác nhau, rất nhiều các cái loại hình thức chữ, rồi là cái hiệu ứng khác nhau đấy ạ. Thậm chí là những cái chữ mà khi mà bắt đầu á, đấy, bắt đầu là mở đầu ra thì nó sẽ có những cái chữ để mà chúng ta đưa vào, nó thay cho cái intro của chúng ta, cũng rất là hay. Ngoài ra thì chúng ta có thể thêm được âm thanh, chúng ta có thể import về âm thanh. Đấy, ví dụ như là add thêm một cái phần cái âm thanh này. Thì mình sẽ chọn một cái âm thanh nào đấy nó nhẹ nhàng để làm âm thanh nhạc nền đó, thì mình sẽ nghe cái âm thanh nó ok, thì mình nhấn nó xuống dưới cái check dưới cùng này đấy, xong mình đưa xuống dưới này thì âm thanh nó sẽ nhảy xuống dưới này, đúng không ạ? Đấy, tuy nhiên thì âm thanh thì mình, cái âm thanh nền mình sẽ cho nhỏ thôi, đúng không ạ? Đấy, anh chị em xem share cái show anh chị em có thể nghe đấy. Thì một số anh chị em, cái thứ mà khiến cho mọi người lắng nghe thì không phải là thông điệp, không phải là nội dung, mà là cái thông điệp. Mà cái thông điệp ở đây nó được cấu tạo đó, như vậy là anh chị em có thể thêm âm thanh vào đây. Và nếu mình muốn âm thanh này nó sẽ kéo dài cả cái video của mình, thì mình nhấn xuống đây, xong mình gì ạ, mình paste, mình copy xong mình paste xuống toàn bộ cái video của mình đó, đúng không ạ? Thì là toàn bộ video của mình nó sẽ có âm thanh, âm thanh nền đấy nhỉ. Mình copy cái video, cái âm thanh đấy xong rồi mình đưa xuống dưới đó. Người mình luyện xong phát thì mình, thì mình sẽ có cái gì ạ, mình vừa nói mình vừa có cái nhạc nền đấy nhỉ. Người luyện hoặc là mình sẽ có những cái âm thanh nó gọi là âm thanh hiệu ứng ấy, mình tập nói nhanh, mình có những cái hiệu ứng âm thanh ấy thì mình có thể đưa vào đây, được không ạ? Mình có thể add thêm âm thanh vào đây đó. Thì đấy là cái cách mà mình chỉnh sửa video một cách cơ bản nhất anh chị em nhé. Và Huy thường sử dụng như vậy, Huy thường chỉnh sửa video rất là nhanh, tức là gì ạ, mình chỉnh sửa những cái cơ bản thôi đó, để mà gì ạ, tiết kiệm thời gian. Bởi vì chúng ta ở đây là chúng ta đang học làm video một cách cơ bản nhất, đúng không ạ, để trở thành một cái người có thể làm video, tự làm video được, ok không anh chị em? Rồi, sơ bộ là như vậy nhé. Và nếu như mà anh chị em chỉnh sửa video trên điện thoại nếu mà anh chị em sử dụng mà điện video trên điện thoại nhé, thì nếu anh chị em sử dụng bằng iPhone thì chúng ta có thể sử dụng cái phần mềm chỉnh sửa video là iMovie có sẵn của Apple, đúng không ạ? Hoặc là chúng ta sử dụng trên các loại điện thoại khác thì chúng ta có thể sử dụng các rất nhiều các cái phần mềm chỉnh sửa video, ví dụ như là CapCut này, YouCut này, rồi là Filmic Pro này, đấy, hoặc là
Huy thì Huy hay dùng cái phần mềm đấy là KineMaster. KineMaster, phần mềm mà Huy hay sử dụng nhất đó là KineMaster. Tại sao ạ? Bởi vì nó chuyên nghiệp. Nó rất là chuyên nghiệp. KineMaster. Nó rất là chuyên nghiệp. Nó có thể chỉnh sửa các cái lớp và các cái loại khác nhau. Đấy, thì ở đây thì mình sẽ xem ở trên mình lên YouTube nha. Mình lên YouTube xong rồi mình search về cách sử dụng cái phần mềm KineMaster. Được chưa? Đấy. Đây là cái phần mềm mà chuyên dụng mà mọi người hay sử dụng nhất khi mà gọi là những cái người mà chỉnh sửa video khá là chuyên nghiệp, được chưa? Thì họ thường sử dụng KineMaster. Đó, để mà phiên bản này là phiên bản 6.0 để mà có thể chỉnh sửa. Anh chị em có thể search cái cách sử dụng phần mềm ở trên internet, đúng không ạ? Nó có khung hình khác nhau này. Rồi nó cũng có tất cả các chức năng giống như là trên máy tính. Được chưa? Âm thanh, rồi video, rồi các hiệu ứng có hết. Và thậm chí nó còn có nhiều hiệu ứng hơn cơ. Nếu anh chị em mua cái bản mà Pro ấy, nếu không mua bản Pro thì anh chị em vẫn có thể sử dụng được. Và nó sẽ có một cái logo, có một cái logo nhỏ nhỏ ở bên dưới này, hoặc bên này, hoặc trên này, được không ạ? Đấy. Thì chúng ta có thể có cách để xóa cái logo đi, được không ạ? Đấy. Và đây cũng thế, nó sẽ có rất nhiều các cái đoạn ghép và có cái đoạn mà chuyển giữa các cái video. Đấy. Đây là những cái hành động này. Đấy. Đó. Thì cái này thì nó cũng rất là dễ sử dụng anh chị em ạ. Nó không khó đâu. Anh chị em sử dụng vài lần nó sẽ ra ngay thôi. Và vừa sử dụng ấy thì mình vừa tìm kiếm ở trên internet đấy các cái phông chữ khác nhau này. Mình vừa tìm các cái mẹo rồi các cái cách sử dụng ở trên internet thì chúng ta sẽ gì ạ? Chúng ta dễ dàng để nắm bắt được cái phần mềm này. Ngoài ra thì chúng ta có thể sử dụng đơn giản hơn, đó là chúng ta sử dụng những cái phần mềm chỉnh sửa video của chính YouTube, Facebook hoặc TikTok. Nó cũng sẽ có sẵn những cái phần mềm chỉnh sửa video, đúng không ạ? Thì ví dụ như là Huy có những cái video chỉnh sửa bằng điện thoại. Anh chị em có thể xem những cái video mà Huy chỉnh sửa bằng điện thoại hoặc là bằng nó có sẵn những cái theme mà chúng ta có thể tự chỉnh sửa được. Ví dụ như là những cái video mà Huy làm bằng gọi là điện thoại từ rất lâu rồi. Đấy. Từ rất lâu rồi. Không biết là còn không? Biết chạy đâu rồi. Ngày xưa có làm cái video trên điện thoại. Một cái quán trà sữa của Huy ngày xưa. Đâu rồi, không chạy nữa. Không ra nữa rồi. Lâu quá rồi. Nó không già nữa rồi. Chắc là phải vào trong này. Hay hôm trước là Huy ẩn này, Huy để chế độ riêng tư rồi. Để nó lâu quá rồi. Không vào. Ok. Hoặc là một cái video mà Huy chỉnh sửa gần đây. Huy chỉnh sửa bằng điện thoại gần đây. Cái này là vào trong kênh của mình nhé. Video của bạn này. một cái video mà Huy chỉnh sửa khi mà Huy đi du lịch ở Dubai. Huy có một cái video đây. Review về Dubai. Đó.
Đây là quy trình sửa bằng bằng máy tính, bằng máy tính. Thì mình sẽ có những cái đoạn video mình cắt, mình chỉnh từng cái frame một. Đấy, từng cái frame một. Đó. Đó. Sau đó mình ghép nhạc vào. Đấy. Những cái đoạn máy bay này. Cái đoạn máy bay là mình search ở trên internet anh em ạ. Mình search trên mạng xong mình đưa thêm vào. Đấy. Đó. Mình sẽ hoàn toàn kể chuyện bằng hình ảnh anh chị em nhé. Mình kể chuyện bằng hình ảnh. Đó. Không cần nói lời nào hết. Đó. Con hình ảnh nó mờ đi. Rồi, nét rồi. Đó. Anh em thấy là gì ạ? Mình cắt những cái hình ảnh nó rất là nhỏ, rất là ngắn. Mỗi hình ảnh ấy nó chỉ rơi vào khoảng độ 1 đến 2 giây thôi. Anh em thấy không ạ? Mỗi cái đoạn hình ảnh nó chỉ đến từ 1 đến 2 giây đến 3 giây là cùng, không quá dài. Để nó diễn tả được cái câu chuyện của mình. Đấy. Đó. Nó cũng đi theo một cái câu chuyện anh chị em nhé. Bắt đầu là gì ạ? Từ sân bay Việt Nam này, xong bay này, hình ảnh trong máy bay này, hình ảnh bên ngoài máy bay này, hình ảnh là gì ạ? Ở sân bay này, đấy gì ạ? Đấy. Thì đấy là gì ạ? Đấy là cách mà mình kể chuyện. Mình kể cái câu chuyện anh em. Mình kể câu chuyện bằng cách là mình dẫn dắt mọi người từng cái khung cảnh bên ngoài, khung cảnh bên trong, rồi là cái đoạn mà máy bay cất cánh, rồi cái đoạn mà mình vào máy bay, mình sử dụng, mình điều khiển ở trên máy bay. Đấy, rồi là cái khách sạn mà mình ở. Đấy, từ xa đến gần. Đấy, từ tổng thể đến chi tiết. Anh chị em thấy không ạ? Đấy, đấy là cách mà mình gì ạ? Cách mà mình chỉnh sửa cái video, cách mà mình cắt, mình lấy từng cái đoạn video một mà mình chọn lọc những cái hình ảnh đẹp nhất để mình đưa vào. Và mình kể cả câu chuyện của mình diễn ra trong vòng một tuần 7 ngày chỉ bằng thông qua một cái video như vậy thôi. Và mọi người có thể nghe, có thể nhìn cái câu chuyện của mình mà không cần phải nói lời nào hết. Đấy, gần như là không có lời nói nào hết mà hoàn toàn bằng hình ảnh hết. Nhưng mà mọi người vẫn có thể hiểu được cái câu chuyện của mình và nó sẽ rất là nhanh. Đấy, nó rất là nhanh. Bởi vì sao ạ? Anh chị em xem những cái trailer ấy, những cái bộ phim ấy thì bao giờ nó cũng có những cái trailer ấy, thì nó có những cái hoạt cảnh rất là nhanh. Đấy, để nó giới thiệu. Mình vẫn giới thiệu được hết đầy đủ câu chuyện của mình nhưng mà mỗi đoạn nó ngắn như vậy thôi. Không có video nào, không có hình ảnh nào nó quá dài hết. Trừ những cái đoạn mà ở trong này thì sẽ có những cái lồng đoạn mà mình sẽ chia sẻ. Mình sẽ nói về cái bài học của mình khi mà mình đi Dubai, mình học được cái bài học gì thì mình sẽ chia sẻ cái điều đó, đúng không ạ? Mình sẽ chia sẻ ra, mình sẽ nói ra cái bài học của mình. Thì đấy, cái đoạn đấy là đoạn dài nhất thôi. Còn lại thì những cái đoạn hình ảnh khác thì rất là ngắn, đúng không ạ? Thì đấy là gì ạ? Đấy là cái cách để mà mình có thể chỉnh sửa video. Và cách tốt nhất để chúng ta học chỉnh sửa video ấy, đó là gì ạ? Lên YouTube, đúng không ạ? Lên YouTube chúng ta gõ về cái phần mềm hoặc là hướng dẫn cách sử dụng phần mềm. Đấy, bởi vì những tất cả những cái gọi là how to, tức là làm như thế nào thì trên YouTube có hết rồi. Đó, việc của chúng ta là lên YouTube, lên Facebook, lên Google để chúng ta tìm kiếm cái phần mềm. Và cách học đấy là học mình tự học. Mình tự học là cách học nhanh nhất, dễ nhất, gần gũi nhất, đúng không ạ? Đấy. Đấy là cái phần mềm mà Huy đang dùng nhá. Còn trước đây thì Huy dùng iMovie, trước đây mà Huy dùng các cái phần mềm khác hoặc là Viva, Viva Video hoặc là Pro Shogun. Đấy, Huy dùng rất nhiều các phần mềm rồi. Tuy nhiên hiện nay thì Huy đang dùng những cái phần mềm này, Huy cảm thấy rằng nó là gì ạ? Nó là tiện dụng, nó gần gũi và có nhiều hướng dẫn, nhiều tút, nhiều trích, nhiều mẹo ở trên internet, nhiều người sử dụng. Đấy, và nó chuyên nghiệp. Đấy, và dễ để mình tìm kiếm những cái hướng dẫn của mọi người ở trên mạng. Và phần lớn những cái người mà làm phim, nếu mà làm phim chuyên nghiệp ở trên máy tính thì họ không dùng Filmora đâu. Ở đây là mình làm đơn giản thôi, bởi vì máy tính của mình nó cũng không đủ mạnh để mà làm những cái phần mềm chuyên nghiệp giống như là Adobe Premiere đấy,
hoặc là After Effects đấy, thì đấy là cái phần mềm chuyên nghiệp của hãng Adobe, cái hãng mà tạo ra cái phần mềm Photoshop ấy, nó có thương hiệu Photoshop ấy, đấy, được không ạ? Đấy, thì ví dụ như là nếu như mà chúng ta cũng hơi quá giờ rồi, thì lần sau Huy sẽ hướng dẫn anh chị em cách để xây dựng một, tạo một cái thumbnail. Thumbnail tức là cái ảnh thu nhỏ, cái ảnh thu nhỏ để chúng ta đăng lên trên YouTube ấy, thì nó có cái ảnh thu nhỏ ấy. Đấy, ví dụ như là ở trên này thì nó có những cái ảnh thu nhỏ này. Đấy, những cái có cái ảnh này, ảnh thumbnail này. Thì cái ảnh này là cái ảnh mà diện là đại diện, gọi là cái ảnh đại diện cho cái video đó. Thì chúng ta cũng phải làm cái ảnh làm sao cho nó thiết kế làm sao cho nó đẹp mắt. Đó, đúng không ạ? Thì ở đây là chúng ta sẽ có rất nhiều những cái video mà chúng ta có những cái ảnh đại diện như này. Đấy, thì nó rất là dễ để chúng ta nhìn. Đó, đúng không ạ? Đấy. Thì cái ảnh đại diện này thì thông thường là Huy sử dụng bằng cách nào ạ? Huy sử dụng bằng Canvas. Đấy, Canva. Đúng không ạ? Nó lại đưa đưa rồi. Huy sử dụng bằng Canva. Đây. Thì anh chị em có thể là lên mạng để search cách sử dụng cái phần mềm này. Thì Huy không hướng dẫn chi tiết cái phần mềm nữa, bởi vì đã có rất nhiều người hướng dẫn rồi, đúng không ạ? Đấy, chúng ta có thể search là chúng ta có thể kéo sang tìm cái gọi là YouTube Thumbnail, YouTube Thumbnail hoặc là video đấy, đấy ạ, hoặc là Facebook. Đó, chúng ta có thể search ở cái YouTube Thumbnail đâu nhỉ? YouTube đây, YouTube Thumbnail này đấy. Sau đó là chúng ta gì ạ? Chúng ta chọn lấy một cái. Đó, chọn một cái. Ở đây nó có sẵn rồi nhé. Nó có sẵn rất nhiều cái mẫu. Thằng Canva này thì về cơ bản là chúng ta phải mua anh em nhé. Mua cái bản quyền thì nó sẽ nhiều cái chức năng hơn. Còn ngay cả khi chúng ta không mua thì chúng ta vẫn có thể tạo ra một cái riêng của mình. Đó, cái mẫu riêng của mình. Cái mạng của Huy nó hơi bị được đây. Đấy. Ví dụ đây. Đấy. Mình tạo ra một cái mẫu riêng của mình. Hoặc là mình sử dụng cái mẫu có sẵn của họ. Đúng không ạ? Đấy. Nó rất là dễ thôi. Đấy. Ví dụ như là ở đây là cách làm. Đấy. Cách làm. Đấy. Video marketing. Đó. Được chưa? Đấy. Cách làm video marketing. Đấy. Xong mình thay cái mặt mình vào đây. Đấy. Ở đây mình ghi là Nguyễn Quang Huy. Đấy. Mình có thể thay cái mặt mình vào đây. À. Đấy, mình thay mặt mình vào đây. Ở đây mình có thể có phần chỉnh sửa hình ảnh này. Mình nhấn vào Remove Background. Đấy, thì lập tức là gì ạ? Nó sẽ xóa cái background đi cho mình. Được chưa ạ? Mình xóa cái mặt ông này đi. Đấy, như vậy là mình đã có một cái hình ảnh. Được chưa ạ? Để mà mình đưa vào làm gì ạ? Đấy. Cách làm video marketing. Đấy, Nguyễn Quang Huy. Đấy. Anh em thấy không ạ? Đấy, cái này mình đưa lên một chút. Cái này đưa vào một chút. Đó. Cho bé đi tí. Đó. Đó, rất đơn giản đấy anh chị em thấy không ạ? Đó, rất đơn giản. Thế là mình xong một cái gì ạ? Xong một cái thumbnail này. Mất mấy giây nhỉ? Chưa được phút. Nó đã xong rồi. Thấy không ạ? Anh chị em thấy dễ không ạ? Rất là dễ. Đó, sau đó là chúng ta nhấn là gì ạ? Nhấn download này. Đó, thế là xong rồi. Đó, chúng ta download là chúng ta ra được cái thumbnail của chúng ta rồi.
anh em thấy làm nhanh không ạ? Rất nhanh, rất dễ, rất đơn giản, không cần cầu kỳ, không cần phải quá siêu đẳng mà để mà trở thành một chuyên gia hay là để trở thành một cái người mà có thể gọi là tạo ra được cái ảnh thumbnail hay là cái video để mà chỉnh sửa video rất là dễ anh chị em nhé, không khó một tí nào. Anh chị em chưa làm thì cảm thấy là nó khó, nhưng mà làm rồi nó rất dễ, kể cả điện thoại hay là máy tính mình đều có thể làm rất là dễ dàng. Nhớ ở đây đó là chúng ta phải làm, được chưa? Đây à, chúng ta download xuống đây. Đấy, download xuống. Được chưa? Đấy. Như vậy là chúng ta đã có một cái hình ảnh để chúng ta làm Đấy, anh chị em thấy không ạ? Đấy, chúng ta đã có một cái hình ảnh để chúng ta làm thumbnail ở trên trên YouTube rất đơn giản, anh chị em thấy không ạ? Rất đơn giản, rất là dễ dàng. Đúng không ạ? Ok nhá. Thì nó rất dễ thôi, nó không khó đâu. Quan trọng nhất là anh chị em có làm hay không. Việc của mình đó là làm thôi, đúng không ạ? Và ngay sau đây thì Huy sẽ hướng dẫn anh chị em cũng như là giao cho anh chị em một cái bài tập, đó là chúng ta sẽ có bài tập về nhà. Đó là chúng ta hãy quay một cái video giới thiệu bản thân mình trong vòng khoảng 45 giây, đúng không ạ? Giới thiệu bản thân mình trong vòng 45 giây. Ok nhé. Rồi, thì đó là cái hướng dẫn cơ bản để anh chị em chúng ta có thể chỉnh sửa video. Những cái phần này nó liên quan đến kỹ thuật một chút, liên quan đến công cụ một chút, là rất nhiều anh chị em sẽ bỏ cuộc ở cái đoạn này. Rất nhiều anh chị em sẽ cảm thấy chán, cảm thấy nản ở cái đoạn này. Bởi vì sao ạ? Bởi vì mình chưa làm, cho nên là mình thấy nó khó. Nhưng làm rồi ấy, thì nó sẽ thấy nó dễ. Đấy kìa. Đó. Thế thì hãy làm, sau đó là gì ạ? Là chúng ta có người cầm tay chỉ việc nhé. Có người cầm tay chỉ việc ở đâu ạ? Ở trên YouTube. Người cầm tay chỉ việc của mình ở trên YouTube. Chúng ta cứ lên YouTube chúng ta tìm thôi. Rất là dễ, không khó gì hết. Đúng không ạ? Mình phải nghĩ trong đầu mình là dễ thì mình mới làm được, chứ nghĩ trong đầu mình khó là không làm được đâu. Ok anh chị em. Rồi. Thì những cái bài mà về gọi là kỹ thuật như này ấy, thực ra là Huy không thích đào tạo đâu. Bởi vì sao ạ? Nó rất nhàm chán. Nó rất chán. Đó. Tuy nhiên thì anh chị em cũng phải biết cách để làm, để mà sau này chúng ta có thể là gì ạ? Chúng ta sẽ tự làm được. Ở đây là Huy hướng dẫn anh chị em cách tự làm. Đúng không ạ? Rồi. Cảm ơn anh chị em vì đã lắng nghe cái phần chia sẻ của Huy buổi sáng ngày hôm nay. Hy vọng là nó sẽ giúp anh chị em sẽ có thể tự xây dựng cho mình được cái kênh video, tự xây dựng cho mình cái nhân hiệu của mình ở trên Internet bằng thông qua video marketing. Và cái việc của mình là phải làm cái điều này, sớm hay muộn thì chúng ta cũng phải làm cái điều này. Mà làm cái điều này càng sớm càng tốt anh chị em nhé. Ok, cảm ơn anh chị em một lần nữa. Xin chào và hẹn gặp lại.